Video này mình sẽ giúp cho một người rất nghèo trở thành một người siêu giàu, có thể xây được một cái cầu thang bằng tiền cao lên tới mặt trăng 1000m. Nghe rất là ảo ma đúng không? Nhưng mà có thiệt đấy các bạn. Còn bây giờ thì let's go. Đây là người đàn ông nghèo nhất thế giới. Hiện tại anh ta đang cố gắng để làm việc và kiếm tiền. Nhưng trên đường đi làm việc thì anh ta đã gặp một chướng ngại vật cản đường anh ta. Sau một ngày làm việc không mấy suôn sẻ thì anh ấy đã quay trở về với căn nhà cũ nát của mình. Và bây giờ người đàn ông này đang cố gắng làm lại từ đầu. Nhờ vào việc học hành chăm chỉ nên anh ta đã có một công việc tốt và kiếm được khá nhiều tiền rồi các bạn. Sau khi kiếm được một ít tiền thì anh này khá là phung phí khi mà sử dụng tiền để làm cầu thang đi lên trời. Và cái kết là anh ta đã hết tiền nửa đường nha các bạn. Wow, rất là nhiều tiền rồi các bạn. Nhưng mà người đàn ông này không dừng lại, anh ấy lại tiếp tục kiếm tiền, kiếm thật là nhiều tiền để trở thành người đàn ông giàu có. Và ngay bây giờ anh ấy đã có rất nhiều tiền và có thể xây được cầu thang cao lên tới mặt trăng luôn rồi các bạn ơi.